Thực hiện kế hoạch số 99 ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, xã Lê Lợi đã ra quân tháo dỡ một số diện tích cọc nuôi hà trái phép tại Vịnh Cửa Lục. Nhiều năm qua, tại hai xã Lê Lợi và Thống Nhất diễn ra tình trạng người dân tự ý lấn chiếm trái phép mặt nước Vịnh Cửa Lục để cắm cọc, làm giàn treo, nuôi hà trái phép, chắn đăng đó khai thác thủy sản, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và an ninh trật tự. Riêng xã Lê Lợi hiện có gần 100 hộ nuôi hà trái phép với tổng diện tích gần 50 ha. Qua 6 lần tuyên truyền vận động đối thoại, đến nay đã có gần 10 hộ đồng thuận, trong đó 3 hộ ký biên bản cam kết tháo dỡ số cọc nuôi và giàn treo. Sau 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã giải tỏa tháo dỡ gần 1 ha cọc nuôi hà và gần 4 km chắn đăng đó đảm bảo an toàn. Hiện xã tiếp tục tuyên truyền vận động, kiên quyết ra quân giải tỏa, trả lại nguyên trạng cho các tuyến luồng trên Vịnh Cửa Lục.